Giá cà phê hôm nay ngày 22 tháng 1, thị trường e rè trước cuộc họp của Fed. Giá cà phê hôm nay ngày 22 tháng 1 trong khoảng 39.200 đến 40.000 đồng mỗi kg. Thị trường hàng hóa thế giới thể hiện tâm lý tiêu cực trước cuộc họp quan trọng của Fed vào đầu tuần tới. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.200 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 40.000 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 39.900 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 39.900 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 39.800 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 39.900 đồng mỗi kg, chưa Prong, ở Pleiku và La Gờ dài cùng giá 39.800 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 39.800 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm quay đầu giảm nhẹ so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2022 giảm 14 USD mỗi tấn ở mức 2.213 USD mỗi tấn. Giao tháng 5 năm 2022 giảm 13 USD mỗi tấn ở mức 2.179 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2022 giảm 5,75 cent LB ở mức 237,9 cent LB, giao tháng 5 năm 2022 giảm 5,7 cent LB ở mức 238,1 cent LB. Thị trường hàng hóa thế giới thể hiện tâm lý tiêu cực trước cuộc họp quan trọng của Fed vào đầu tuần tới. Thị trường hàng hóa thế giới cũng chịu sự tác động mạnh khi Trung Quốc công bố cắt giảm lãi suất cơ bản nhân dân tệ. Điều này đã khiến giá cả các loại hàng hóa nói chung trở nên đắt đỏ và thị trường bị giảm sức mua do Trung Quốc là nhà tiêu thụ số một thế giới. Đến nay, vụ thu hoạch cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đã cơ bản kết thúc. Tây Nguyên hiện có 639.000 hecta cà phê, chiếm khoảng 92% diện tích cà phê cả nước. Tuy vậy, qua rất nhiều năm, việc sản xuất và tiêu thụ cà phê của nông dân Tây Nguyên đang gặp nhiều khó khăn và thiếu bền vững. Quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, kỹ thuật canh tác chưa hợp lý lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, ngoài ra khâu chế biến, bảo quản thiếu đồng bộ, khâu tiêu thụ, xuất khẩu còn yếu, thiếu liên kết với thị trường tiêu thụ, để nâng tầm giá trị, các tỉnh trong khu vực đã chuyển hướng sang các mô hình sản xuất cà phê bền vững như cà phê cảnh quan, cà phê chất lượng cao. Theo các chuyên gia, để nâng tầm giá trị cho ngành cà phê, ngành chức năng cần phải quy hoạch vùng trồng để sản xuất đa dạng nhiều sản phẩm như cà phê đặc sản, cà phê đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Đối với người nông dân cần phải thay đổi tư duy làm nông, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi các giống cây trồng mới đảm bảo chất lượng, năng suất, quá trình sản xuất cần phải hướng đến các mô hình sản xuất hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng cà phê, liên kết lại theo mô hình hợp tác xã và hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu. Giá tiêu hôm nay ngày 22 tháng 1, tăng ngày thứ 5, Tây Nguyên thêm 500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay ngày 22 tháng 1 trong khoảng 79.000 đến 81.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng được Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới niêm yết tăng thêm 200 USD mỗi tấn. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.500 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.500 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng thêm 500 đồng mỗi kg ở các tỉnh Tây Nguyên, giữ nguyên tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá tiêu trong nước đang trên đà tăng trở lại ngày thứ năm liên tiếp, cùng đà tăng, Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng được Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới niêm yết tăng thêm 200 USD mỗi tấn vào ngày hôm qua. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, VPA, vụ hồ tiêu 2022 đã bắt đầu ở Đan Nông khi một số nông dân bắt đầu thu hái. Tuy nhiên số lượng không nhiều. Do ảnh hưởng của thời tiết thất thường nên đánh giá sơ bộ cho thấy sản lượng vụ thu hoạch hồ tiêu ở các tỉnh trọng điểm sẽ giảm so với năm 2021. Đan Nông hiện đang được coi là thủ phủ của hồ tiêu Việt Nam chiếm khoảng 40% sản lượng. Vụ 2022 mặc dù có vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nhưng cũng có vùng cho năng suất và sản lượng tốt nên dự báo cho sản lượng thu hoạch tương đương năm 2021. Giá tiêu tăng 48% so với thời điểm đầu năm và hiện đang đứng ở mức trên dưới 80.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, theo đánh giá của VPA, với mức giá này người nông dân trồng tiêu vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi giá phân thuốc, nhân công tăng do lạm phát và ảnh hưởng đại dịch. Đồng thời Tình trạng sốt đất tại một số tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ trong thời gian qua càng làm cho tâm lý người nông dân trồng tiêu bị sao động, không chuyên tâm vào canh tác hồ tiêu, sẵn sàng bán vườn, chuyển đổi canh tác khi đất được giá. Thực tế một số nông hộ cũng đã chuyển sang làm điện gió. Giá thị trường nội địa thời gian vừa qua cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu của Trung Quốc. Sau khi tiệm cận mức giá 89.000 đồng mỗi kg vào giữa tháng 10 năm 2021, Giá giảm 2.000 đến 3.000 đồng cho tuần tiếp theo trước khi tăng trở lại mức 89.000 đồng mỗi kg vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, kể từ đó cho đến nay giá liên tục giảm và có thời điểm xuống 78.000 đồng mỗi kg vào những ngày cuối tháng 12 năm 2021. Việc Trung Quốc mua chậm hoặc thậm chí ngừng mua tùy thời điểm cũng là một nguyên nhân quan trọng làm giảm giá tiêu hiện nay. Từ mức thu mua bình quân 3.000 đến 4.000 tấn/tháng thì trong tháng 10 Trung Quốc chỉ mua 546 tấn.